Trong ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ lớn lên ở vùng quê, chắc hẳn đã từng có sự xuất hiện của đom đóm. Trong khung cảnh đèn dầu chập chờn ấy, có cả những nàng đom đóm vào ngõ xóm và nếp sống, ngồi nghe những hoài niệm về hồi xưa, tự nhiên sẽ có những lời kể về tuổi thơ dữ dội. Đó là những chuỗi ngày chạy dọc theo con đường làng để rượt bắt những bầy đom đóm, bỏ chúng vào lọ mực, chai thủy tinh để rồi mân mê cả buổi cả đêm. Hiện nay số lượng đom đóm ngày càng suy giảm vì ô nhiễm môi trường và sự can thiệp của con người. Nhưng ở tại con sông Hàm Luông chảy qua địa phận tỉnh Bến Tre, dù đêm sáng trăng hay đêm tối trời, đom đóm vẫn xuất hiện ở những khóm cây bên dòng sông. Trên con thuyền lớn chạy dọc theo những rặng bần mọc dọc bờ sông hay những hàng dừa nước mọc khắp các con kênh rạch nhỏ. Từ trong màn đêm tối mịt, những tia sáng lấp lánh từ những chú đom đóm sẽ khiến người xem thích thú đến không rời được mắt. Trải nghiệm ngắm đom đóm là một trải nghiệm đặc biệt, tìm về những hồi ức tuổi nhỏ được tận tay bắt và sờ những chú đom đóm lung linh, tưởng chừng chỉ còn bắt gặp qua những bộ phim hay trong trang sách.